thức ăn mình cho lương là loại thức ăn gì vậy? Công ăn công nghiệp, công nghiệp mà cho loại lương hay là cho cá? Cá của cá, cá của quẩy luôn hả? Cá là độ đạm của bao nhiêu phần trăm là ok? Đạm từ 40 tới 44%. Được rồi, cá cá lóc cá chẽm gì cũng được hết, dạ, phải dạ. Không? Này hiện giờ anh đây cho ăn là đạm 40. Ví dụ mà thức ăn để gây lên màu, nó có loại thức ăn nào nó lên nó màu vàng không? Người ta một số nữa bà con có hỏi á. Hiện giờ có UB á, lá thiêu, có UB với thức ăn UB với lá thiêu á, ăn là con lươn á, màu của, vàng. Của lá thiêu hả? Của lá thiêu với UB. Không phải. Tại vì cái thức ăn á như nó có trộn cái màu vô vậy. Nhưng mà thời điểm nào mình mới cho nó ăn thức ăn đó? Lươn lớn phải không? Cái ăn từ nhỏ tới lớn rồi. À. Cho nó ăn cái lai thức ăn đó luôn. Ừ. Cho ăn nguyên cái lai thức ăn đó luôn. À, nguyên một dòng thức ăn từ nhỏ tới lớn luôn. Số 1 rồi cho tới số 3, số 4. Ừ. Muốn cho màu vàng thì phải sử dụng một loại thức ăn đó. Còn mà ví dụ mình có cho ăn thức ăn của mấy cái loại khác đây mà không lên màu á, thì còn khoảng 3 tháng cuối chuẩn bị mình xuất á, mình cho ăn thức ăn có UB hoặc lá thiêu vậy á. Ừ. Thì nó sẽ cái màu sẽ vẹt được vàng hơn. Thức ăn đó cũng là loại cho cá luôn phải không? Cá. Lươn thì đâu có loại thức ăn chiên cho lươn phải không? Chỉ cho cá thôi. Chủ yếu là cái thành phần đạm. Đạm nó quyết định chứ không phải loại thức ăn đâu, chủ yếu là cho thức ăn cho cá. Chủ yếu là thành phần đạm làm sao để đảm bảo được cái tốc độ tăng trưởng của lươn. Tối thiểu là phải 40%. Tối thiểu so với lươn và cá trình. Quá trình cho ăn có thể mình hỏi hai cái gì cũng được ấy, nhưng mà tới phần phun có thể phải trung tâm đầu tư cả. Đây là bao nhiêu ngày cái tháng này? Ngày 14 tháng nữa. Nó mấy con kia rồi? Bây giờ nó 3 con kia. Nó phải 2 con với 3 con. Quá trời lớn luôn.
đây nuôi này mấy con ký không? Hai con, ba con ký anh. À, nuôi thời gian bao lâu rồi? 14 tháng. 14 tháng. Cái mật độ đuôi này khoảng bao nhiêu con một mét vô ra? Cái này nó có 100 con rồi. Con ký không? Hai con, ba con ký anh. À, nuôi thời gian bao lâu rồi? 14 tháng. 14 tháng. Cái mật độ đuôi này khoảng bao nhiêu con một mét vô ra? Cái này nó có 100 con rồi. Cá em là trong này có con cũng là con lớn nữa. Ừ. Mấy con này bắn vô mình đâu mất đi luôn. Này cái JP này để sử dụng thức ăn dư thừa của Lương hả? Đúng cái miệng đó luôn.